Mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Thuế và đời sống, chương trình do Cục Thuế Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị quyết định số 01 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành quyết định số 01 năm 2023 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Quyết định này nêu rõ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với các đối tượng điều trên không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp nếu có mức giảm tiền thuê đất thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. trường hợp kỳ thuê đất thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất thuê mặt nước phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ giảm tiền thuê đất thuê mặt nước bao gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022 của nghề thuê đất thuê mặt nước, quyết định cho thuê đất thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản sao. Người thuê đất thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định. Theo đó, người thuê đất thuê mặt nước nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất thuê mặt nước do người thuê đất thuê mặt nước nộp theo quy định nêu trên, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất thuê mặt nước được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về tiền thuê đất thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế trường hợp người thuê đất thuê mặt nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định của quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra kiểm tra việc người thuê đất thuê mặt nước không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định tại quyết định này thì người thuê đất thuê mặt nước phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất thuê mặt nước đã được giảm và tiền chậm đợp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế Trường hợp người thuê đất thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định số 05 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2023. Ngay sau đây, ông Trần Văn Trung, Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người đập thuế, Cục thuế tỉnh Tây Ninh, sẽ thông tin về 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch. Theo kế hoạch này, Tổng Cục thuế đưa ra 7 nhiệm vụ cơ bản, bao gồm một là nhiệm vụ cải cách thể chế. Tổng Cục thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành thuế đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế gắn với nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp để làm trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành thuế. Hay là nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, các đơn vị trong toàn ngành thuế hoàn thiện toàn diện các quy định về nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, cắt giảm đơn giản hóa tối đa các khâu trung gian, quy trình thủ tục hành chánh rầm rà, quy định rõ ràng, trách nhiệm, minh bạch trong việc thực hiện nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, kể cả tham nhũng giặc trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm tạo thuận lợi đơn giản hóa thủ tục hành chánh cho doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát trong đó tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành tránh theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45-2020 ngày 8 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 107-2021 ngày 6 tháng 12-2021 năm và tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đổi mới, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành tránh theo cơ chế một cửa của Bộ Tài Chánh và quyết định 1866 ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng được mục tiêu yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhất là cái việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin ba là nhiệm vụ cải cách của bộ máy ngành thuế tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo tinh thần nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, nghị quyết số 56 2017, quốc hội khóa 14, kết luận số 34 phù hợp với đặc thù và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành, xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, linh hoạt ứng phó với các vấn đề có tính toàn cầu, đáp ứng cho nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, họ hội nhập quốc tế. Bốn là nhiệm vụ cải cách công vụ. Tại nhiệm vụ này, kế hoạch nêu rõ là hoàn thiện quy định về các quản lý biên chế trên cơ sở, xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc tổng cục thế, triển khai có hiệu quả Nghị định số 62/2020 về việc làm và biên chế công chức, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức chuyên chức ngành thuế theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, thực hiện đánh giá công chức chuyên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với việc làm thông qua chất lượng giải quyết công việc, sản phẩm cụ thể. Năm là nhiệm vụ cải cách tài chính công nghiên cứu và xây dựng các đề án, hoàn thiện thể chế, thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ động thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về thuế, tăng cường theo dõi, giám sát, thực hiện quá trình hợp tác quốc tế về thuế nghiên cứu đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế về cải cách hành tránh thuộc lĩnh vực thuế sáu là nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính phủ điện tử chính phủ số ngành thuế tiếp tục nghiên cứu rà soát trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển chính phủ điện tử chính phủ số tham gia triển khai kiến trúc tổng tổng thể hướng tới bộ tài chính số kết nối trực liên thông dân bản quốc gia ổn định tiến tới nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu, số liệu kết nối, các thông tin cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thế Bộ Tài chánh với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảy là công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chánh. Kế hoạch nêu rõ là phối hợp triển khai, thực hiện đề án xác định chỉ số cải cách hành chánh, năm 2022 của các bộ, các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Tổng cục Thuế, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tiên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế để đảm bảo hiệu quả, xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên Tổng cục thuế yêu cầu người đứng đầu mỗi đơn vị trong toàn ngành thuế đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, triển khai nhiệm vụ cải cách theo hướng chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, định kỳ hàng tháng hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo tổng cục Thế theo yêu cầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thuế và đời sống kỳ này chuyên mục thuế và đời sống được phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ năm tuần thứ hai mỗi tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.